Hello xin mến chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì bên em lại về rất là nhiều những cái mẫu pin sạc để cho chúng ta uh, chơi gia đình và đặc biệt anh em uh, chơi sự kiện đám cưới. Uh, khi anh em chơi sự kiện đám cưới mà sử dụng cái mẫu pin sạc này thì nó rất là bền anh em nhé Thứ nhất là bền, thứ hai là chúng ta sử dụng nó rất là lâu dài. Đó, với cái mẫu pin sạc này dung lượng nó rất là lớn, nó lên tới là 3600. Đó, dung lượng 3600 nó rất là khỏe. Thì anh em có thể chơi uh, hát karaoke liên tục trong cái phạm vi uh, tầm 4 đến 5 tiếng anh em nhé 4 đến 5 tiếng Thì uh, đây là cái mẫu pin uh, GP anh em nhé Pin uh, sạc GP 3600 hàng chuẩn anh em nhé Hàng này hàng chuẩn dung lượng rất là lớn Nói chung là anh em mà chơi cái dòng này thì không phải suy nghĩ Và anh em có thể thấy đây uh, Sạc vào đó thì sạc lên tới 8 quả liền Đó sạc lên tới 8 quả và dây nguồn đó, dây nguồn về anh em kết nối và anh em sạc thôi Ở cái này sạc rất đơn giản thôi nhá Rồi, sạc 8 quả Anh em có thể thấy đây Và giá bán của cái bộ pin sạc này Thì hiện tại thì bên em đang bán với giá là 500.000 đồng Đó, 500.000 đồng một bộ pin sạc này Ok chưa Đó, 500.000 đồng một bộ pin sạc Hàng chuẩn anh em nhé Đó, dùng cái này thì không phải suy nghĩ Đó Nhất là anh em mà uh, sử dụng những cái bộ mic không dây chúng ta hát uh, ở những cái sự kiện đám cưới ngoài trời ấy. thì không có gì phải suy nghĩ đó cứ hết lại sạc hết lại sạc chứ em thấy nhiều anh em mà uh, mua những cái quả pin con thỏ nhá, hay là những cái quả pin mà pin uh, dùng một lần đấy thứ nhất nó rất là lãng phí thứ hai đó cái thứ hai là cứ đang hát xong bắt đầu lại uh, được một lúc xong bắt đầu lại hết pin nó lại đi mua nó rất là phức tạp anh em nhé. Đó, cho nên là chúng ta chỉ cần uh, bỏ số tiền ra 500 nghìn mua một lần thôi tám quả này là anh em dùng thoải mái rồi anh em phải biết là cứ 4 tiếng một cặp này thì dùng thì thoải mái anh em nhé đó. đó rất là ok đúng không ạ đó, chơi chỉ cần tám quả này là quá là tuyệt vời rồi đó và giá thế này là rất là tốt cho anh em đó giá rất là tốt anh em nhé anh em mà mua lẻ anh em mà mua lẻ thì bên em đang bán là nếu mà nói sạc bán lẻ thì là 120.000 anh em nhé 120.000 à, một chiếc à, sạc này còn đâu bán à, nẻ là một đôi pin anh em nhé một đôi pin à, một đôi pin thì giá cũng là 120.000 à, còn đâu anh em mua cả bộ như thế này à, anh em mua cả bộ à, mua cả bộ thì là à, 500.000 đồng anh em nhé 500.000 đồng à, giá rất là ok cho anh em Đó. ngoài pin sạc ra thì bên em à, còn về rất là nhiều đó, những cái củ mic Bayer chính hãng. Ở đây thì anh em có thể thấy đây. Đây là củ mic Bayer củ xám em nhé Củ này nó cho ra một chất âm rất là hay, tiếng rất là dày và rất là đủ của giải và anh em mà sử dụng những cái bộ mic không dây cũ ngày trước ấy hoặc những cái bộ bộ mic đặc biệt là những cái bộ mic UGX đấy, đấy. đấy hoặc bộ mic xua đấy. Đó. Thì chúng ta sử dụng lâu rồi nó kém, thì anh em nên mua cái củ mic này. Đó, anh em mua lên mua củ mic này về anh em thay vào anh em nhé đó lên mua củ mic này về anh em thay vào thì khẳng định với anh em chất âm nó ra khác hoàn toàn đó chất âm chắc chắn là ra khác rất là hay đó tiếng mic dày bay và con này thì khỏi phải nói rồi về thì anh em chỉ cần hàn rất là đơn giản thôi ở đây chúng ta có thể thấy đánh dấu hết đó cái đó đánh dấu cái vẹt đen đây đúng không ạ vệt đen đây thì nó là 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 cực cực dương anh em nhé đó vệt đen nó là cực dương còn đâu bên này thì nó là cực âm ok chưa và chỉ, chúng ta chỉ cần hàn ở đây thôi đây là cực uh, dương bên này là cực âm thế thôi rất là đơn giản đúng không ạ hàng chuẩn đó thì giá của cái củ mic này thì hiện tại thì bên em đang bán là 220.000 đồng một củ anh em nhé đó còn đâu hai củ đó là 440.000 đó, 440.000 không 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 bao ship anh em nhé. Đó, 440.000 một cặp này đó, và chúng ta chỉ cần thay thế thì thay thế đó, thay thế vào những cái bộ mic của chúng ta thì nó lại khác hoàn toàn bây giờ anh em có mic có nhà có mic không dây rồi đúng không ạ mà tiếng mic nó không hay thì anh em chán anh em mà mua bộ mic khác thì nó mất độ tầm vài triệu đúng không ạ ít nhất thì nó phải tầm hai hai ngoài 2 triệu đấy là bộ rẻ đấy bộ rẻ nó phải tầm ngoài 2 triệu đến 3 triệu một bộ đó, thì chả tội gì nhà chúng ta có có mic rồi đúng không ạ chúng ta chỉ cần mua cái cái củ mic này về thôi đó mua của mic ơn này về anh em lắp vào thế là xong thế lại thành mic mới đúng không ạ trả tội gì đó nhà có vỏ sẵn rồi đúng không ạ, có vỏ mic sẵn rồi lắp cái củ mic cái coi mic này vào thế là ok đó thế đây là cái sản phẩm rất là 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 hay đó trên thị trường hiện nay có rất là nhiều anh em bán nhá cái dòng củ mic này đó, anh em có thể tham khảo thì giá bên em rất là tốt đó. rất là tốt để gửi đến gửi đến tất cả anh em đó. 220.000 đồng một củ anh em nhé một củ này 220.000 đồng đó còn đâu anh em nào mà muốn mua pin sạc ấy thì ở đây là những mẫu pin sạc nói chung là không thể bỏ qua đó, em đã dùng rồi dùng rất là lâu đó, dùng rất là lâu và có tự ngắt cho anh em nhé pin sạc này rất là hay đó và giá thì rất là tốt đó, giá rất là tốt chỉ có 500.000 đồng một bộ mic à, một một bộ pin sạc này gồm 8 quả pin đó một cái đốc sạc sạc 8 quả liền này đó, rất là hay Đó, thì uh, ok anh em uh, có nhu cầu anh em cứ uh, liên hệ trực tiếp với bên em thôi pin uh, sạc này là toàn là dòng chuẩn em nhé của mic cũng là mic bay xịn thì uh, ok cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em ở video gần nhất ạ